Rồi đập đi. Thấy đường không, cái đầu tông phát kia đinh. Đập lại. Mày vừa phải thôi, mày đợi đâu chút. Nè, mắt kiến này mày đeo vô mày đọc cho tao. Tao bị nhiễm nCoV, tao cần đi cách ly. Rồi tốt, tôi thấy mày thấy đường rồi đó, làm cho ngon lành cái coi, đập.